Giới thiệu với các bạn một cái màn hình cho dòng BMW F10 mà hầu hết là trên thị trường hiện nay là không có, là màn hình F10 Touch. Hãng BMW không sản xuất loại màn hình F10 cảm ứng này, và đây là màn hình mà do chính BMW Shop retrofit ra. Màn hình này là sử dụng hệ điều hành ID.56 mới nhất trên dòng G và có cảm ứng đó, cấu hình là cao nhất. Sử dụng cảm ứng ở trên này luôn. Đó, như các bạn nhìn thấy là mình đang cảm ứng này. Sử dụng được, ngoài cảm ứng thì có thể sử dụng được CarPlay full màn hình. Đó, như vậy. Đó. Mình sử dụng cái ở đây thì mình đã chế một cái khung dưỡng vừa zin với cả cái màn hình zin theo xe của F10, cho nên là rất là cực kỳ là thẩm mỹ, không bị xấu, không bị lồi lên trên và có thể cảm ứng được. Đấy, cảm ứng được độ phân giải cực kỳ cao luôn. Và đây là cái màn hình mà cấu hình cao nhất ở thời điểm hiện tại. Không có cái trước đây thì là sử dụng cái loại màn hình thường kết hợp với cả màn hình ID.4 thì sẽ không có cảm ứng và không có CarPlay full tràn viền. Còn bây giờ thì mình đã chế được cái màn hình cao nhất với cấu hình cao nhất và có cảm ứng ở trên màn hình. Như vậy là vừa khít vừa thẩm mỹ, vừa là có cấu hình cao nhất. Ở đây thì đối với cái NBT Evo này thì mình đã update cái bản map mới nhất hiện tại. Đây chưa có thông tin của map này. Mình phải dùng chuột thì mình mới sâu được cái thông tin của cái bản đồ này. Nhưng mà cái cực kỳ tiện lợi nó là cảm ứng ở trên màn hình. Đó, khi mà mình cảm ứng thì mình có thể sử dụng được cái Google Maps, Spotify nghe nhạc, rồi rất nhiều ứng dụng khác cực kỳ là tiện dụng. Và cái hay là mình có thể cảm ứng được, lướt lướt được cảm ứng ở đây. Đó.